Game kinh dị trên di động đang là một loại vô cùng hot thời gian gần đây. Đa số chúng thuộc loại game lén lút giải đố, phải sử dụng trí thông minh của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đã vậy cốt truyện trong những game dạng này cũng không hề tầm thường, sử dụng từ đề tài siêu nhiên ma quái sát nhân máu lạnh, không chỉ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm độc đáo, mà còn mang đến nhiều thông điệp có chiều sâu và ý nghĩa. Và do là game kinh dị, nên những tình huống jump scare sẽ luôn xảy đến với bạn, nhạc nền thì rùng rợn, đồ họa đầy máu me ảo giác. Cho nên chơi kiểu game này lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy hồi hộp căng thẳng. Và mình khuyến cáo là những ai yếu tim hay là sợ ma thì bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định trải nghiệm những game sau đây, vì chúng sẽ không cho bạn cảm giác sảng khoái hành động đẹp mắt. Thay vào đó là một bầu không khí rùng rợn bao trùm khắp nơi, khai thác sâu vào nỗi sợ của mỗi con người. Và tuy là kẻ người chơi như vậy, nhưng lại có sức hút lớn với những game thủ đam mê khám phá sự thần bí ma mị, đầy rẫy sự bất ngờ không lường trước được của dòng game này. Resident Evil 4 Remake tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi trở thành tác phẩm kinh điển trong series game kinh dị cùng tên, và ngay từ bây giờ đã chính thức cho mở tải trên iOS với một cấu hình cao và dung lượng sương chỉ có 70GB. Vậy nên game không chỉ đề cao chất lượng đồ họa Full 3D, hoàn toàn vượt trội so với bản xưa cũ, mà còn mang đến hiệu ứng chiến đấu phải nói là vô cùng đẹp mắt. Từ hiệu ứng di chuyển cho đến tấn công phòng thủ đều được thiết kế tỉ mỉ tinh tế, góp phần tạo nên một tác phẩm kinh điển không lẫn vào đâu được của nhà Capcom. Bạn sẽ được trải qua một loạt nhiệm vụ đầy nghẹt thở, từ chiến đấu với quái vật khổng lồ hung dữ cho đến ngăn chặn sự kiểm soát tâm linh. Dần dà game thủ sẽ bị cuốn vào cốt truyện hấp dẫn của nó. Và sau sự ra mắt gần nhất của Resident Evil Village thì sự góp mặt của Resident Evil 4 Remake đã khiến cho những người hâm mộ của dòng game zombie trở nên háo hức, khi mà họ vừa phá đảo trò chơi này đã lập tức có một chuyến phiêu lưu mới để trải nghiệm. Đây là phần mới nhất của loạt game săn ma nổi tiếng, sử dụng góc nhìn thứ nhất kết hợp với yếu tố kinh dị và giải đố. Lần này game đưa bạn đến một bối cảnh lẫn cốt truyện hoàn toàn mới, sẽ trở thành một đạo sĩ bắt ma, sử dụng bùa chú giống như phim Cương Thi của Lâm Chấn Anh. Bạn với tư cách là một đạo sĩ đang tu hành ở chùa Huyền Thành, phải bắt đầu hành trình điều tra những chuyện đang xảy ra tại làng Hoàng Hôn, đồng thời chiến đấu tiêu diệt con yêu ma đáng sợ, tìm kiếm và giải cứu người em gái đang bị lưu lạc. Đặc biệt nhất lần này, game sở hữu nét đồ họa 3D tinh tế, được nâng cấp và chỉnh chu hơn so với phần game trước. Từ phong cảnh nhà cửa cho đến tạo hình nhân vật yêu ma đều thiết kế mang đậm phong cách Trung Hoa. Ngoài ra, lối chơi của game cũng được cải tiến, khi nhân vật được trang bị sẵn một thanh kiếm dùng trong cận chiến và bùa chú để tấn công tầm xa, còn có thể học thêm phép thuật đạo giáo, nâng cấp kiếm hay là bùa chú để tăng cao sức mạnh. Được phát hành bởi Chani Bill, đây là một bản game nâng cấp toàn diện về mặt đồ họa, đồng thời bổ sung thêm rất nhiều nội dung mới so với người tiền nhiệm. Game tiếp tục với hành trình tìm hiểu cuộc sống của người hàng xóm, khi mà gã ta có rất nhiều hành động vô cùng đáng ngờ. Ở bản này, người chơi sẽ vào vai Nikki, tìm hiểu về cuộc sống của người hàng xóm Patterson, được đồn đoán là kẻ bắt cóc và đang giam giữ những đứa trẻ ở dưới tầng hầm của mình. Lần này, game vẫn giữ nguyên nét vẽ nguyên bản của thương hiệu, tập trung nhiều hơn vào xây dựng đồ họa, tăng cường độ chi tiết sắc nét. Hơn thế nữa, với việc bổ sung thêm nhiều công cụ mới sẽ giúp mở ra những phong cách chơi sáng tạo hơn nhiều, vừa thú vị độc đáo nhưng cũng không kém phần kinh dị. Và cũng chính nhờ những công cụ này mà chúng ta có thể khám phá những khu vực theo một kiểu hoàn toàn mới, từ giày nhảy xa, kính nhìn đêm cho đến thiết bị phá bẫy. Tuy nhiên, độ khó của từng màn chơi vẫn sẽ được gia tăng, tạo thêm những tình huống bất ngờ, từ đó giữ nguyên giá trị cốt lõi của thương hiệu này. Alien: Isolation là phiên bản chính chủ của tựa game gốc đình đám trên Steam, là con game được đánh giá rất cao trên PC trước đây, mang đến một cốt truyện sâu sắc, nhiều nút thắt bất ngờ mà đảm bảo những tín đồ đam mê series game này không thể nào mà chê được nội dung của nó. Game đi theo thoại game nhập vai góc nhìn thứ nhất, với nhiệm vụ khám phá hoàn thành công việc được giao, sử dụng trí thông minh cùng kỹ năng cá nhân để tìm hiểu và vén bức màn kinh dị trong game. Ở đây sẽ có nhiều công cụ hỗ trợ khác nhau, từ thiết bị theo dõi chuyển động, máy tạo tiếng ồn và những khẩu súng lớn để bạn tự tin chống trả quái vật, và cái cảm giác nín thở tim đập liên hồi khi chẳng biết lũ dị hận sẽ tấn công bạn lúc nào, thực sự sẽ làm kiếm thủ điên cuồng trong sợ hãi. Và game cũng không hề bỏ đi những pha jumpscare chất lượng, hù dọa đến mức làm bạn hoảng loạn tột cùng và có thể ném luôn cái điện thoại của mình lúc nào không hay. Có thể khẳng định Áo Cưới Giấy Năm là một tác phẩm đáng giá trong thể loại game kinh dị giải đố, đã không làm phụ lòng những người hâm mộ với sự trở lại đầy ấn tượng trong năm 2023-2024. Game tiếp tục chia thành 5 chương cốt truyện, với mỗi chương đều mang đến một chủ đề riêng biệt và đầy tính khám phá. Lúc này chúng ta phải đối mặt với những câu đố liên quan đến nhân vật và mối quan hệ của họ trong quá khứ và kiếp trước. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu cộng đồng game thủ toàn cầu, nó đã thực hiện những điều chỉnh tích cực trong gameplay bằng việc giảm bớt yếu tố kinh dị ma quái và tăng cường những minigame giải đố để cho nó trở nên thân thiện và hấp dẫn hơn nhiều. Ngoài ra, sự gắn kết của những yếu tố văn hóa dân gian Trung Hoa và cốt truyện cũng là một phần rất lôi cuốn, khiến người chơi không chỉ được chơi game giải trí mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa. Vậy nên với cốt truyện phong phú, đồ họa ấn tượng, gameplay chất lượng cao cùng với gameplay nhiều cải tiến, thì đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh tế. Theo đúng như dự kiến, tựa game này đã chính thức có mặt trên di động, là game thu hút đông đảo người chơi đam mê thể loại kinh dị. Ở đây chúng ta sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi thờ ấu của mình, phải len lỏi qua những con đường tối tăm nhiều nguy hiểm, đồng thời trốn tránh những cư dân đói khát. Đó là còn chưa kể còn có những linh hồn hư hỏng kỳ lạ trên tàu, lúc nào cũng ngưng ngáy muốn ăn thịt bạn. Vì vậy bạn phải dùng kỹ năng tàng hình và trí thông minh để sinh tồn. Người chơi sẽ được giải những câu đố giàu trí tưởng tượng, phải liên tục di chuyển và ẩn nấp để trốn thoát khỏi kẻ thù. Ngoài ra cũng sẽ học được cách đối mặt với những nỗi sợ khi phải trực tiếp đối diện với tên đầu bếp hung ác. Và kỳ thực tuy là một bản game di động, nhưng giao diện lẫn đồ họa của game đã được cải tiến rất tốt, tối ưu với lối chơi và hệ thống điều khiển cảm ứng, cũng sẽ tương thích với bộ điều khiển gamepad hay là tay cầm, dành cho những ai không muốn chơi game thông qua màn hình cảm ứng. Đây vốn là tựa game phiêu lưu pha lẫn yếu tố kinh dị đặc sắc, sở hữu lối chơi giả đố mang tính thử thách rất cao, sẽ kiểm tra tài quan sát và khả năng suy đoán của bạn. Bên cạnh đó, đồ họa của nó cũng được thiết kế bởi công nghệ Unity 3D tân tiến, đưa game thủ đến những khung hình sắc nét chân thật, đáng sợ đến từng chi tiết nhỏ nhất, đem tới cảm giác kinh dị không hề thua kém những game khác cùng thể loại. Còn gameplay của nó vẫn là công thức kinh dị sống còn truyền thống, nơi những phiên bản đầu tiên của Silent Hill từng ám ảnh làng game. Ở đó, bạn sẽ phải lần mò trong bóng đêm, lê lết giữa những hành lang tăm tối với ánh đèn bình le lắc. Mỗi góc khuất, mỗi cánh cửa đều lẫn khuất những hình nộm kỳ dị, và khi nhân vật của chúng ta bước chân qua, chúng như bừng tỉnh từ giấc ngủ đông và sẵn sàng kết liễu bạn bất kỳ lúc nào. Game với sự dị hợm trong bối cảnh ám ảnh tâm trí với lối điều khiển, làm game thủ phải vận dụng toàn bộ kỹ năng của mình nhằm sống còn trong một hố đen địa ngục không có lối thoát. Mặc dù đã ra mắt khá lâu, nhưng Chapter 2 của Poppy Playtime vẫn là con game kinh dị vô cùng đáng chơi, chứa đựng những nỗi sợ hãi thuộc hàng bậc nhất cho di động. Và trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá nhà máy đồ chơi bỏ hoang, phải hoàn thành công việc giải đố lẫn tìm kiếm lý do mất tích của những công nhân tại đây, và sẽ có rất nhiều món đồ chơi rùng rợn xuất hiện lẫn địa điểm mới cho người chơi khám phá. Và tất nhiên, để cho bạn có một trải nghiệm chơi game tốt nhất thì mình sẽ không bật mí quá nhiều về cốt truyện của nó. Thay vào đó, mình đánh giá đây là phần game rất đáng chơi. Nếu như thực sự muốn hiểu sâu hơn về câu chuyện trong nhà máy Poppy Playtime, chúng ta sẽ phải chạy trốn khỏi một con quái vật mới, và con boss cuối cùng trong chương 2 này lại tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của người chơi, sẽ khiến bạn hoảng sợ với độ điên rồ và tốc độ nhanh nhẹn tột cùng của nó, vừa có thể kéo dài tay chân và khả năng leo chèo đỉnh cao như là người nhện. Run. Dead Space Mobile là tựa game kinh dị phải nói là rất đáng chơi, khi là tập hợp của gameplay đặc sắc, đồ họa tuyệt vời, cũng như cốt truyện phong phú ám ảnh. Và cách hay nhất để bạn tận hưởng Dead Space là tắt đèn chùm chăn và bật chiếc smartphone của mình lên, sẽ cảm nhận được toàn bộ cái hay của nó, khiến gần như toàn bộ người chơi phải khuất phục và thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ về tựa game này. Và có rất nhiều điều khiến con game này trở nên đáng sợ, nhưng chỉ có một thứ làm bạn trở nên hoang tưởng thật sự, là những thứ đã chết sẽ sống lại trong con game này, sẵn sàng xé nát khuôn mặt của bạn bất kỳ lúc nào. Và dù gameplay kinh hoàng như thế nhưng lại vô cùng hấp dẫn, dẫn dắt chúng ta thêm một cốt truyện lôi cuốn. Ngoài ra, đồ họa của bản mobile này cũng đạt chất lượng tương đối tốt nếu so với dung lượng khiêm tốn của nó, từ hiệu ứng ánh sáng đổ bóng cho đến khung cảnh tầm tối đáng sợ quen thuộc của game kinh dị, cho bạn dễ dàng thao tác cũng như điều khiển nhân vật, và mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời đối với mình. Và như thường lệ, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả, vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.